Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2017 được đánh giá là năm có nhiều điểm sáng và đột phá đối với ngành công thương. Những nỗ lực tái cơ cấu tổ chức lại bộ máy của ngành ngay từ đầu năm, cho tới kết quả xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mức 420 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm, và hơn cả là những nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Đây được coi là hành động cụ thể của Bộ Công Thương nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng một chính phủ kiến tạo, coi năm 2017 là năm giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. Có thể nói năm 2017 là năm thắng lợi của ngành công thương trong việc đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện kinh doanh tối đa cho doanh nghiệp. Cụ thể, ngày 20 tháng 9 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành quyết định số 3610A, QĐ-BCT về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2018. Theo đó, 675 điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm, chiếm tới 55,5% tổng các điều kiện đầu tư kinh doanh hiện có. Các chuyên gia kinh tế đánh giá đây là bước đột phá trong lịch sử của ngành. Mà nếu tất cả các bộ làm như thế thì tôi nghĩ rằng đây chính là lâu nay chúng ta nói đột phá thì đây chính là chỗ đạt được cái đột phá trong việc cải thiện môi trường kinh doanh. Và chúng ta cứ làm từ từng bước nhưng rất khoát như thế thì chúng ta sẽ cải thiện được cái chất lượng môi trường kinh doanh Việt Nam, từ đó thì nâng cao được cái năng lực cạnh tranh. Năm 2017 thì bộ đã ra quyết định và cam kết là sẽ cắt giảm tiếp tục 50% các cái điều kiện kinh doanh mà họ đang nắm giữ, thì hy vọng năm 2018 sẽ được hiện thực hóa. Và nếu điều này làm tốt, nó sẽ giúp cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung và cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực mà Bộ Công Thương quản lý nói riêng. Đối tượng hưởng lợi chính từ việc cắt giảm chính là các doanh nghiệp. Họ ủng hộ quyết định, kỳ vọng nhiều hơn nữa trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh của ngành công thương, và đương nhiên họ cũng sẽ có những nghi ngại. Bộ Công Thương cũng đã cắt loạt tới khoảng trên 50% các cái dạng gọi là các cái điều kiện kinh doanh. Tất nhiên người ta cũng suy nghĩ rằng là có thể là cái điều kiện đó nó có thể sẽ nảy sinh thêm những cái khác hay không. Ví dụ những cái giấy phép con của ngành nọ ngành kia hoặc là ủy ban tỉnh các vấn đề. Lý giải cho những băn khoăn của doanh nghiệp, Bộ Công Thương khẳng định việc cắt giảm hơn 675 điều kiện kinh doanh thể hiện một tư duy xuyên suốt của Bộ hơn một năm qua trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Chính vì thế, không có chuyện xung đột lợi ích. Một trong năm nguyên tắc mà chúng tôi đề ra cho việc cắt giảm cũng như là duy trì các điều kiện kinh doanh là phải tuân thủ các tiêu chí quy định tại Điều 7 của Luật Đầu tư 2014. Và nếu đã có những tiêu chí đó rồi thì từ nay trở đi, anh ban hành các điều kiện kinh doanh thì anh phải căn cứ vào các tiêu chí đó. Thì đấy cũng là một việc mà cản trở việc tái lập trở lại các điều kiện kinh doanh đã bị cắt giảm. Bộ Công Thương khẳng định rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt cùng với sự phát triển của toàn ngành trong thời gian tới. Và con số 675 sẽ là thực chất chứ không phải đưa ra cho đẹp. Ngay trước thềm hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Công Thương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký nghị định để cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh, tương đương 55% tổng số 1.216 điều kiện đầu tư kinh doanh mà Bộ Công Thương quản lý. Mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh chính là nhiệm vụ của ngành công thương trong năm 2018 và giai đoạn tiếp theo.